Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả. Sau gần một tiếng chờ đợi để mà từ nhà chị Thanh qua phà thì bây giờ đã lên được bến phà rồi. Thì bây giờ đang tiếp tục di chuyển đến bệnh viện đa khoa của Vĩnh Long để mà tái khám cho chị Thanh, cũng như là khám bệnh coi sức khỏe hôm nay như thế nào mấy anh chị ơi. Bây giờ là chị Thanh cái chân là vẫn chưa có đi được, rồi hiện tại là vẫn còn đi tiểu nhiều, rồi gan nhiễm mỡ độ 3 nữa, và bệnh gút rất là hành, rồi cái chân rất là yếu nữa, nên là đi lại rất là khó khăn luôn. Bây giờ là xe cấp cứu đang chạy hết tốc độ, bật càng ưu tiên luôn, bật cửa ưu tiên để mà chạy nhanh nhất đến bệnh viện để mà khám bệnh cho chị Thanh đây. Tại vì bây giờ là cũng hơn 1 giờ rồi, 1 giờ 15 buổi chiều rồi. Chị Thanh này sớm giờ là chỉ gầu, chỉ lo, chỉ không biết là gặp bác sĩ rồi sao đây, không biết là uống thuốc rồi có đi được hay không đây. Sớm giờ chị Thanh chỉ nói là uống thuốc á, là sau này là đi được, là cái gì cũng làm hết trơn, chứ bây giờ ngồi một chỗ, ngồi không có làm gì hết là buồn hiu à. Lúc trước còn đi trồng cây, trồng cỏ này kia á, còn đi tới đi lui thì nó cũng vui hơn, còn bây giờ ngồi có một chỗ thôi, rồi tiểu này kia cũng kiểm soát nữa, rất là buồn. Bây giờ hy vọng là lần đi tái khám lần này bác sĩ sẽ đưa thuốc uống, sẽ đi được, và chị Thanh sẽ sớm hết bệnh để mà tự đi làm, tự kiếm tiền lo cho bản thân của mình. Hôm nay thì có anh Út hỗ trợ để mà đưa cho chị Thanh đi khám bệnh đi ạ. Bây giờ xe cấp cứu đi cũng được khoảng 5 phút nữa tới bệnh viện ạ. Mấy anh chị có bình luận ở những video trước của em đó, thì nói là sao không cho chị Thanh đi xe Honda. Trời ơi, thật sự mà nói thì chị Thanh rất là to, rồi rất là nặng, rồi chân của chị Thanh rất là yếu và không có cảm giác nữa. Ngồi cái quãng đường từ nhà mà ra lộ lớn để mà lên xe cấp cứu thôi là em thấy đã khó khăn rồi, mà còn ngồi xe mà qua phà rồi chờ đợi này kia nữa, rất là vất vả. Nên là chị Thanh là phải đi xe cấp cứu thôi, chứ không có đi xe nhỏ được, cũng như là xe 4 chỗ thì chị Thanh chứ không có đi được, tại vì chỉ ngồi cũng không được luôn. Chỉ lên xe xuống xe rất là khó, nên là chỉ có cái bằng ca như vậy nè, lên xe cấp cứu là đẩy lên xe luôn thì nó sẽ dễ hơn. Có gì thì vô khai với bác sĩ nha chị Thanh. Đó, có gì trong người rồi bây giờ tiểu không được nè, bệnh gút nè. Đó, rồi bây giờ là cũng cái bụng thì cũng hơi to to nè. Đó, kiểm tra coi sao. Lúc trước là bác sĩ chẩn đoán là bị dày thành bàng quang nữa. Rồi bây giờ anh đã di chuyển tới bệnh viện của đa khoa Vĩnh Long rồi. Bắt đầu là mình sẽ dầm con lương lại. Không biết là mình có ưu tiên qua được cái con lương trước cửa không đây. Giờ vô bệnh viện thì vô đi khám hay là vô những cái phòng thì không có quay được, mấy anh chị thông cảm. Để khi nào mà khám bệnh rồi có những cái kết quả nào thì em sẽ thông báo sớm nhất để mấy anh chị biết được cái bệnh tình của chị Thanh hôm nay nha. Rồi tới bệnh viện rồi chị Thanh ơi, chuẩn bị. Rồi giờ chị cứ ngồi trên cái xe này đi, bắt đầu là đẩy xe xuống, là bắt đầu là sẽ có cái xe lăn mình xuống xe giống như hôm trước nha chị Thanh. Dạ, đây là bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đây. Qua khu khám bệnh luôn nha anh ơi. Dạ, em khám dịch vụ cho nhanh, tại vì khám bảo hiểm này kia thì rất là lâu, nên là khám dịch vụ luôn, khám khu khám theo yêu cầu này sẽ nhanh hơn ạ.
Rồi, tới nơi rồi đó chị Thanh. Giờ mấy cái này là cái bịch tả gì, bịch đồ nè. Bây giờ cái tả kia là mình chỉ có cần khai không? Hay là cũng còn được phải không? Rồi rồi, đợi chiếc xe đi. Nằm nằm im đi, đợi chiếc xe tới đi rồi mới rút chị ra. Rút cái xe ra bắt đầu là lên xe kia. Phải bồng đi xuống rồi quay lại mới được. Rồi em nhìn cái này cho. Quá nặng. Rồi rồi bây giờ vô đăng ký khám bệnh. Chị Thanh ngồi trên chiếc xe lăn này thì bây giờ là không có chịu nổi rồi mấy anh chị ơi. Thì chiếc xe bị cái bánh là nó bị chịu không nổi á, nên là bây giờ đẩy không được luôn. Nên là mình phải mượn một cái chiếc xe khác để mà thay cho chị Thanh qua cái chiếc xe mới này thì mới đẩy đi được. Chiếc kia là bị yếu rồi nên là không sử dụng được. Thì sau khi mà thay cái chiếc xe mới là bắt đầu là đưa chị Thanh đi chụp hình cái chỗ mà cái mạch máu để xem coi có bị suy giảm tĩnh mạch hay không. Thì hồi nãy vô khám bệnh thì bác sĩ cũng coi lại hồ sơ cũ, là cũng coi cái những cái xét nghiệm máu rồi mấy cái chỉ số đó coi như thế nào. Rồi bác sĩ có cho đi làm thêm một cái xét nghiệm nữa, đó là siêu âm chụp hình cái mạch máu để xem coi cái chân của chị Thanh là có bị suy giảm tĩnh mạch hay không. Thì sau khi chụp hình xong thì bắt đầu di chuyển xuống này mấy anh chị. Đường lên bệnh viện đi lên chỗ mà khoa thì phải lên lầu 5, phải đẩy lên những cái con dốc rất là cao, nên là hôm nay mình với anh Út cũng đẩy chị Thanh đi rất là vất vả luôn. Thì cũng hy vọng là lần này đi là sẽ chuẩn đoán đúng bệnh và lấy thuốc đúng để mà uống cho chị Thanh chị đỡ ha. Bây giờ chị Thanh chỉ gầu chỉ lo, mà mỗi lần gặp bác sĩ là chỉ buồn hiu mà mấy anh chị. Rồi sau khi mà gặp bác sĩ rồi bác sĩ đã chuẩn đoán rồi, bác sĩ là có những cái lời khuyên rồi, cũng như là ra cái toa thuốc rồi, thì bây giờ là bắt đầu là đẩy cho chị Thanh lên, chỉ nằm trên xe cấp cứu, tại vì chị ngồi lâu cũng rất là mỏi nên là cho chị nằm. Rồi sau khi mà lấy thuốc xong thì bắt đầu là mình sẽ di chuyển về. Hôm nay thuốc của chị Thanh rất là nhiều luôn các cô chú anh chị ơi, phải nói là chị Thanh chị uống thuốc là chị no luôn ha. Anh tài xế anh nói là ginh chị Thanh phụ, mà tính đâu chị Thanh chỉ nhẹ, ginh một cái là muốn cắm đầu luôn, vì chị Thanh rất là nặng luôn. Nên là mấy anh chị thấy anh Út rất là tội nghiệp, một mình ảnh mà ảnh ginh chị Thanh lên luôn, rất là nặng luôn, cả khoảng 100 kg ha. Rồi bây giờ bắt đầu là lấy thuốc xong, đẩy chị Thanh lên xe, bắt đầu là mình sẽ thông báo cho mấy anh chị xem cái bệnh của chị Thanh là bệnh gì ha. Hôm nay phải nói cũng rất là bàng hoàng và lo lắng về cái bệnh tình của chị Thanh. Đẩy lên xe mà đẩy rất là nặng, tí ý là có bánh xe đó ha, có chiếc xe này đẩy chứ không thôi không có chiếc xe này không biết làm sao mà đưa chị Thanh đi khám bệnh được nữa. Hôm nay thì cũng rất là vất vả về cái chặng đường đi cũng rất là xa, thì cũng rất là mừng thì cũng khám bệnh xong cho chị Thanh rồi, thì bây giờ cũng kịp buổi chiều, khoảng 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi, cũng sắp tới giờ nghỉ buổi chiều rồi, cũng may mắn là khám kịp ha. Sau nhiều giờ đi khám bệnh cho chị Thanh thì bây giờ đã có kết quả rồi các cô chú anh chị ơi. Bây giờ chị Thanh thì cũng vừa vui mà cũng vừa buồn. Nãy giờ thì qua nói chuyện với bác sĩ đó thì cũng trò chuyện cũng như là tư vấn trực tiếp với chị Thanh, thì tất cả những gì bác sĩ tư vấn thì chị Thanh cũng đều nghe. Thì để mà hiểu hơn và cái câu chuyện về những cái bệnh tình của chị Thanh thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau nghe những cái lời chia sẻ của anh Út ha. Thì sớm giờ vô bác sĩ thì bác sĩ tư vấn, bác sĩ nói như thế nào anh? Chị Thanh hôm nay là bệnh gì? Suy tĩnh mạch. Suy tĩnh mạch. Rồi. Máu nhiễm mỡ, rồi bệnh gút, rồi bị tăng huyết áp, rồi rối loạn tiền đình, rồi cũng như là bệnh cái về cái chân á, là nặng nhất là bị suy tĩnh mạch, nên là dẫn đến là cái chân bị yếu, bị đau và bị tê, rồi dẫn đến là không đi được, cộng với là bệnh gút
Trời ơi, rồi bác sĩ là dặn có dặn dò sao không anh? Tập thể dục nhiều. Tập thể dục nhiều. Cử động tay chân. Cử động tay chân. Rồi có dặn dò ăn uống sao nữa không anh? Ăn uống thì đừng có ăn mỡ nhiều quá. Dạ, đừng ăn mỡ với lại đồ phong mấy chất đạm rồi kia mình không được ăn nhiều ha. Rồi nãy giờ bác sĩ có dặn dò gì thêm nữa không anh? Uống thuốc liều lượng thì trừ cái loại thuốc đó ra là uống cách tiếng hay tiếng không? Dạ dạ rồi cái thuốc đó để em phân cho chị Thanh à, rồi ngoài ra thì bác sĩ có nói gì thêm nữa không anh? Có nói là cái bệnh này của chị Thanh là nặng hay là nhẹ hay sao không? Bệnh này uống thời gian thuốc dài lắm. Dạ, như bác sĩ nói là thời gian là phải dài dữ lắm là mới hết đúng không anh? À, đó bởi vì chị Thanh bây giờ chị uống thuốc là no luôn. Nãy em cầm cái bình thuốc cái bình thuốc mấy cô chú anh chị là em cầm cái bình thuốc của chị Thanh đó, là em thấy nặng tay luôn đó nha. Nè mấy anh chị xem nè. Thuốc của chị Thanh hôm nay nè. Đó, là rất là nhiều loại thuốc ở trong này. Đó thì có ghi sáng chiều nhưng mà tí xíu nữa em sẽ phân cho chị Thanh uống ngày hôm nay trước rồi ngày mai em sắp xếp công việc ở nhà xong, gia đình này kia xong rồi em sẽ qua để em phân cho chị Thanh từng bịch giống như hôm trước nữa cho chị Thanh chỉ dễ uống nha chị Thanh. Chứ bây giờ quá trời nhiều thuốc nè, 6-7 loại thuốc ở trong này là bây giờ chị không có biết đường đâu. À, bây giờ em sẽ quay cái kết luận của bác sĩ cho mấy anh chị xem. Dạ, hôm nay thì có đi chụp hình cái mạch máu đó, thì cái đi siêu âm cái mạch máu đó thì kết quả của bác sĩ đây, kết luận là giãn tĩnh mạch hai chi dưới, suy van tĩnh mạch sâu hai chi dưới. Rồi phải nói là khi mà em đọc cái kết quả này là tự nhiên thấy bàng hoàng, thấy lo lắng cho chị Thanh, tại vì trước giờ là bị suy tĩnh mạch nhưng mà chưa có không có siêu âm cái mạch máu đó nên là không có phát hiện. Hôm nay là làm thêm cái vụ mà siêu âm mạch máu nè, cái chụp hình cái mạch máu gì đó là bác sĩ cho đi chụp hình đó, hình ảnh nè đó, rồi bắt đầu là mới phát hiện thêm là cái này là giãn tĩnh mạch hai chi dưới và suy van tĩnh mạch sâu hai chi dưới. Rồi suy van tĩnh mạch mà sâu nữa đó nên là cũng rất là nặng. Bác sĩ nói là bệnh này là phải uống thuốc thời gian dài cộng với là tập thể dục, giống như là chị Thanh chỉ ngồi đó thì cũng tập thể dục nha chị Thanh, chân dở lên dở xuống dở lên dở xuống nha. Rồi hai chi dưới là chắc ở đây nè mấy anh chị, khi anh tĩnh mạch là chắc là hai cái tĩnh mạch ở dưới đây nè đó đó, nên là bị suy nên là bây giờ là chân bị tê bị đau bị nhức không có đi được. Hôm nay nghe bác sĩ tư vấn phải nói là bệnh của chị Thanh là nói một buổi trời cỡ nửa tiếng đồng hồ là vô coi hồ sơ đồ này kia là cũng rất là lâu, khi mà tư vấn rồi khi mà dặn dò rồi cũng như là bác sĩ rất là tận tình tư vấn về thuốc rồi mua ở đâu rồi cũng như là chỉ cách uống này coi á, thì bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Hôm nay là về phân thuốc cho chị Thanh bịch mới được, cái này để em phân cho, tại vì em mua em biết. Đó, sáng chiều này kia thì có đầy đủ hết. Nhưng mà sớm bác sĩ nói là cái vụ mà bảo hiểm này kia là sao anh? Mình đi khám bảo hiểm thì đỡ tốn tiền hơn. Dạ, khám bảo hiểm thì đỡ tốn tiền hơn ha. Rồi bác sĩ có dặn dò gì? Sớm em nói họ lấy thuốc gì ở xã đó, em nghe là sao? Là thuốc thần kinh là lấy ở xã vẫn uống bình thường đúng không? Vậy là hiện tại mấy chú anh chị biết không? Tại vì chị Thanh á là uống thuốc ở bệnh viện tâm thần của Vĩnh Long cấp là mỗi tháng là phải uống ở xã, nên là bác sĩ phải coi theo cái thuốc đó coi chị Thanh có bệnh gì khác nữa hay không, rồi bắt đầu là mới kê to lấy thuốc cho nó đúng. Chứ nhiều khi á là uống một lượt là quá nhiều thuốc không được, nên là uống thuốc thần kinh là sáng uống rồi bắt đầu là cách chừng 1-2 tiếng là bắt đầu mới uống cái này ha. Là mỗi ngày chị Thanh bây giờ là uống là cả chục loại thuốc trong người, là mỗi ngày là uống 2 lần nữa nha, có khi là uống 3 lần buổi tối nữa nha. Có là buổi tối có thuốc uống buổi tối, có thuốc uống buổi chiều, buổi trưa và có thuốc uống buổi sáng nữa. Nên là chị Thanh là chỉ uống thuốc là coi như là no có ăn cơm. Phải không chị Thanh? Bình thường thấy chị ít ăn cơm là tại vì chị no thuốc á, phải không? Rồi bác sĩ hồi nãy cũng nói với em rồi, nói là chị này về ghé uống thuốc là hết bệnh nha. Là già 1-2 tháng là hết bệnh chứ không có gì lo hết trơn á, bác sĩ nói vậy á. Nãy chị thấy bác sĩ chạy ra chạy vô dặn dò không? Đó, bác sĩ dặn dò là chị phải gán uống thuốc rồi từ từ mới hết bệnh nha. Đừng có gầu lo quá, tinh thần mình phải phấn chấn vui vẻ lên mới mau hết bệnh nha. Chị Thanh?
Trời ơi. Thôi đừng gầu lo ha, đừng gầu lo. Hôm nay thì phải nói là hành trình đưa chị Thanh quá gian nan luôn mấy anh chị ơi. Thứ nhất là gặp trời mưa nè, là cái đường từ trong nhà qua ga lỗ lớn là gặp trời mưa, rồi đường trơn trợt, rồi ổ gà. Nói chung là đi mấy cây số mới ra được tới lộ mà gặp trời mưa nữa. Rồi thứ hai nữa là qua phà đồ này kia, chờ đợi này kia nó cũng vất vả. Chị Thanh mà đi xe máy thì phải nói đi không được đâu cô chú anh chị, tại mình nên là ngồi xe cũng không được. Rồi chung là tại cái chân thì yếu, bị tê, khi tĩnh mạch mà bị yếu, bị tê, bị gút nữa mà đó, nên là phải đi xe cấp cứu thôi. Lúc trước thì mấy anh chị có nói là tại sao không mướn xe ba gác cho chị Thanh đi, không mướn xe mà dạng như là xe mình không biết diễn tả cái chiếc xe đó làm sao, dạng như chiếc xe là xe du lịch, giống như là xe mà chở khách du lịch đó mấy anh chị đó, đưa chị Thanh đi mà sao mà đi mấy chiếc xe đó được, tại vì xe ba gác là chỉ chở hàng thôi, chở đồ thôi chứ không có chở người được, người là chỉ lái thôi, còn phía sau cái thùng phía sau là như là chở đồ, chở hàng thôi, đâu có chở chị Thanh được. Rồi mấy anh chị nói là sao không mượn xe gùa đó, mấy xe mà chở đất đó, rồi đẩy chị Thanh nằm ở trong đó rồi đẩy chị Thanh ra lộ. Trời ơi mấy anh chị biết không, tại vì cái quãng đường nó quá xa, rồi xe gùa là phải xe mà lớn cỡ nào lớn mới được, chứ mà nhỏ quá thì cho chị Thanh ngồi đâu có vừa đó, nên là phải mướn xe cấp cứu cho chị Thanh đi. Thì bạn đi bạn về là 1,1 triệu, nhưng mà anh tài xế ảnh phụ chị, ghinh chị Thanh xuống rồi bồng chị Thanh xuống rồi đẩy này kia, mà trời mưa trời gió nữa, nên là tí nữa thì em sẽ gửi cho anh tài xế là 1,2 triệu để cho anh có tiền uống cà phê. Rồi hôm nay thì cũng anh Út hỗ trợ, cũng đưa cho chị Thanh đi khám bệnh nữa, nên là em sẽ trích cái số tiền của các nhà hảo tâm ra để mà gửi cho anh Út là 500.000 để mà cho anh Út có tiền uống cà phê, coi như là một ngày đi làm của anh. Thì hôm nay thì anh cũng nghỉ từ sáng tới chiều, anh không có đi làm đó, nên là hôm nay thì em sẽ gửi cho anh Út 500 anh Út ha, coi như là cũng nhờ anh hỗ trợ có tiền hỗ trợ anh coi như là một ngày đi làm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ thay mặt các nhà hảo tâm cảm ơn anh. Anh cũng cảm ơn các nhà hảo tâm luôn. Dạ cũng cố gắng, hai anh em mình cũng cố gắng coi như là bỏ công bỏ chuyện, coi như là những cái ngày mà đi tới khám đó thì cũng hỗ trợ cho chị Thanh đi khám bệnh nha. Dạ nói chung là em biết anh thì cũng đi làm, thì em cũng có công việc cũng gia đình, mà em cũng cố gắng em sắp xếp để mà đưa cho chị Thanh đi khám. Dạ rồi cố gắng lên anh, có gì thì anh thuốc men này kia thì về anh dặn nha, nhiều khi sáng uống chưa uống chủ uống gì đó, thì có gì anh gặp chị Thanh thì anh hỏi là bữa nay uống thuốc chưa, đặng nhiều khi quên uống thuốc nha. Dạ rồi. Rồi bây giờ chị đếm trong đây coi còn nhiêu chị Thanh. Dạ dạ đếm coi được 1,2 triệu không, trời ơi đếm tiền sành điệu dữ vậy ta. Nè mấy anh chị xem, rồi đếm tiền như ở ngoài tiệm vàng luôn, mấy anh chị ngoài ngân hàng ngoài tiệm vàng luôn. 14 phải không? Dạ rồi bây giờ em rút 200 cái tiền hỗ trợ cho tài xế, 100 uống cà phê. Dạ, trả tiền xe là bạn đi bạn về là 1,2 triệu qua phà rồi này kia nữa, mấy anh chị chờ đợi cũng lâu, mưa gió nữa. Rồi thôi coi như là bữa nay vui vẻ ha, không có gầu lo nha, để mà mình uống thuốc đầy đủ, từ từ hết bệnh nha. Thôi để em lên em trả tiền anh tài xế luôn. Dạ bây giờ đang đi phà mấy anh chị. Tiền xe của em là bao nhiêu Ben? 1,1 triệu. Dạ, bây giờ em gửi anh luôn là 1,2 triệu ha. Rồi bây giờ anh đếm lại giùm em có đủ chưa? Em thanh toán tiền xe luôn cho đàng hoàng, xong luôn. Rồi đủ rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Để có dịp nào lần sau tái khám thì em sẽ alo anh để hỗ trợ chở cho chị Thanh chứ đi khám bệnh nữa. Dạ. Hôm nay thì phát hiện thêm một bệnh nữa anh ơi. Là bệnh suy tĩnh mạch. Trời ơi, thấy ông gian nan ghê không? Lúc trước là bệnh gút, rồi gút thì nó cũng hành dữ lắm mà hơn tĩnh mạch ha, suy dạ giống suy. Như là suy yếu đó, suy tĩnh mạch. Dạ suy tĩnh mạch hai chi dưới
ơi, bác sĩ nói là bị nặng à. Đó, nên là bây giờ phải uống thuốc. Trời ơi, thuốc anh thấy, em thấy là thuốc bữa nay còn nhiều hơn đợt trước nữa. Uống thuốc còn nhiều hơn cơm nha. Uống thuốc no luôn. Bệnh là không có vận động, ăn uống không có ấy rồi đâm ra. Dạ đúng rồi. Bệnh này bác sĩ nói là phải vận động, phải tập thể dục, nhưng mà bây giờ cái giò yếu quá rồi sao mà tập được đây. Bởi vậy cũng hơi khó. Giờ cũng gắng nói với chị là gắng tập đi chứ làm sao giờ, thì gắng uống thuốc coi đầy đủ coi sao lần sau đi tái khám coi có giảm gì không. Bệnh quá trời. Hôm nay em sẽ tổng kết lại bệnh của chị Thanh để mình chị nghe rõ nè. Thứ nhất là bệnh huyết áp cao, rối loạn tiền đình là 2 ha. Rồi bệnh thứ ba là gan nhiễm mỡ độ 3. Rồi máu mỡ. Rồi thứ năm nữa là bệnh suy giãn tĩnh mạch. À, là 5 ha. Rồi bệnh gút nữa là 6 nè. Rồi bệnh thần kinh nữa là 7 nè. Rồi thêm hình như là bệnh như là hết rồi, 7-8 bệnh. Dây bàng quang nữa. À, đúng rồi, dây thành bàng quang. À, người viêm đường tiểu nữa là 9 căn bệnh trong người, gần 10 căn bệnh trong người mấy anh chị. Trời ơi, quên cái vụ viêm đường tiểu nữa. Quá trời quá đất bệnh rồi. Bây giờ uống thuốc là buổi sáng uống thuốc thần kinh nè, rồi buổi chút xíu khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng là uống thuốc bệnh viện hôm nay lấy nè. Rồi trưa cũng uống thuốc bệnh viện nè, chiều uống thuốc bệnh viện nữa, rồi uống thuốc thần kinh, rồi buổi tối cũng uống thuốc bệnh viện nữa. Trời ơi, mỗi ngày là mấy chục viên thuốc ở trong người của chị Thanh. Rất là tội nghiệp. Sau đây thì em sẽ tổng kết lại cái số tiền của chị Thanh hôm nay còn lại là bao nhiêu. Thì lúc trước thì em tổng kết lại cái số tiền là 21.858.000. Hôm nay thì đi khám bệnh nè, rồi mua thuốc là chi phí khám dịch vụ nè 100 cộng 300, rồi mua thuốc là 1.085.000 là uống một tháng ha. Còn tiền xe thì có gửi cho anh là 1.200.000, rồi số tiền gửi cho Nút hỗ trợ cho anh tiền uống cà phê coi như là một ngày làm của anh là 500.000. Thì số tiền còn lại của chị Thanh là 18.673.000. Hồi xưa chị Thanh chỉ giỏi lắm mấy cô chú anh chị, giỏi lắm, làm công chuyện đi bắt hến bắt ốc, làm mần cỏ trầm lá này kia rất là giỏi, mà bây giờ phát bệnh thần kinh, rồi bây giờ bệnh thêm những cái bệnh này nữa. Trời ơi, rất là tội nghiệp. Thì em cũng hy vọng là chị Thanh sẽ uống thuốc đỡ bệnh, như là đi lại được, đặng làm công việc nhà, làm công chuyện có đồng ra đồng vô. Chứ nhà hảo tâm thì thật sự mà nói thì ai cũng có công việc, cũng đi làm vất vả lắm mới có tiền để mà giúp đỡ cho chị Thanh cũng như những cái hoàn cảnh khác, chứ đâu phải mà giúp đỡ hoài được đâu. Nên cũng hy vọng là chị Thanh sẽ sớm đi lại được. Hôm nay thì em cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả, các nhà hảo tâm đã đồng hành để mà giúp đỡ cho hai mẹ con của chị Thanh và bé Hương. Cảm ơn anh tài xế cũng như là cảm ơn anh Út đã hỗ trợ. Hôm nay phải nói là cái quãng đường, cái đoạn đường đi ra mưa gió này kia cũng rất là vất vả. Mỗi lần mà đưa chị Thanh đi là nói là lần nào cũng gian nan. Hôm nay cũng tổng kết lại bệnh của chị Thanh là cả chục bệnh trong người. Quá trời quá đất rồi. Rồi bây giờ đi về cũng nửa đoạn đường nhà của chị Thanh rồi. Thì cũng xin phép các cô chú anh chị em kết thúc video này tại đây, để ngày mai em sẽ qua để mà phân thuốc cho chị Thanh. Chứ bây giờ thuốc nhiều quá, uống không biết đường uống là cũng tiêu luôn, uống không đúng là cũng không hết bệnh nữa. Đó, thì em sẽ qua nhà chị Thanh quay cho cả nhà mình xem vào ngày mai. Chúc mấy anh chị thật nhiều sức khỏe và đón xem video tiếp theo của chị Thanh nha. Bye bye.